Mến chào các bé. Chắc hẳn là các bé đều đã từng nghe qua câu chuyện cột Grimm đúng không nào? Và một trong những câu chuyện hay và nổi tiếng nhất của chuyện cột Grimm đó chính là câu chuyện cô bé lọ lem. Và chúng ta cùng đến với cô bé lọ lem nhé. Ngày xưa có một người đàn ông giàu có. Vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò: "Con yêu dấu của mẹ, con phải chăm chỉ nết na nhé. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên con, phù hộ cho con." Nói xong, bà nhắm mắt qua đời. Ngày ngày cô bé đến bên mộ mẹ ngồi khóc. Cô chăm chỉ nết na, ai cũng yêu mến. Mùa đông tới, tuyết phủ đầy trên ngôi mộ của người mẹ, nơm như một tấm khăn trắng. Và khi ánh nắng trời xuân cuốn đi chiếc khăn tuyết ấy, người bố lấy vợ hai. Người dì ghẻ mang theo hai người con gái riêng của mình. Hai đứa này mặt mày tuy sáng sủa, kháo khỉnh, nhưng bụng dạ lại xấu xa đen tối. Từ đó trở đi, cô bé mồ côi sống một cuộc đời khốn khổ. Dì ghẻ cùng hai con riêng hùa nhau nói: "Không thể để con nghe ngu ngốc kia ngồi lì trong nhà mãi thế được. Muốn ăn bánh phải kiếm lấy mà ăn, ra ngay con làm bếp." Chúng lột sạch quần áo đẹp của cô, mặc vào cho cô bé một chiếc áo choàng cũ kỹ màu xám và đưa cho cô một đôi guốc mộc. "Hãy nhìn cô công chúa đài cát thay hình đổi dạng kìa." Cả ba mẹ con reo lên nhạo báng và dẫn cô xuống bếp. Cô phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối. Tờ mờ sáng đã phải dậy, nào là đi lấy nước, nhóm bếp, thổi cơm, giặt giũ. Thế chưa đủ, hai đứa con dì ghẻ còn nghĩ mọi cách để hành hạ cô. Hành hạ chán, chúng chế giễu rồi đổ đậu Hà Lan lẫn với đậu biển xuống cho, bắt cô ngồi nhặt riêng ra. Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả đã mệt lử, cô cũng không được nằm giường mà phải nằm ngủ ngay bên đống tro cạnh bếp. Và vì lúc nào cô cũng ở bên tro bụi nên nơm lem luốc, hai đứa con dì ghẻ gọi cô là lọ lem. Có lần đi chợ phiên, người cha hỏi hai con dì ghẻ muốn mua quà gì. Đứa thứ nhất nói: "Quần áo đẹp." Còn đứa thứ hai: "Ngọc và đá quý ạ." Cha lại hỏi: "Còn lọ lem, còn muốn cái gì nào?" "Thưa cha, trên đường về, cành cây nào va vào mũ cha thì cha bẻ cho con ạ." Người cha mua về cho hai con dì ghẻ quần áo đẹp, ngọc trai và đá quý. Trên đường về, khi ông cưỡi ngựa đi qua một bụi cây xanh, có cành cây dẻ va vào người làm ông lật mũ rơi xuống đất. Ông bẻ cành cây ấy mang về. Về đến nhà, ông chia quà cho hai con dì ghẻ, những thứ chúng sinh và đưa cho lọ lem cành hạt dẻ. Lọ lem cảm ơn cha, đến bên mộ mẹ, trồng cành dẻ trên mộ và ngồi khóc thảm thiết. Nước mắt chảy xuống tưới ướt cành cây mới trồng. Cành nảy rễ, đâm chồi và chẳng bao lâu sau đã thành một cây cao to. Ngày nào lọ lem cũng ra viếng mộ mẹ 3 lần, ngồi khóc khấn mẹ. Và lần nào cũng có một con chim trắng bay tới đậu trên cành cây. Hễ lọ lem ngỏ ý mong ước xin gì thì chim liền thả những thứ ấy xuống cho cô. Một hôm, nhà vua mở hội 3 ngày liền và cho mời tất cả các hoa khôi trong nước tới dự để hoàng tử kén vợ. Hai đứa con dì ghẻ nghe nói là mình cũng được mời tới dự thì mừng mừng rỡ rỡ, gọi lọ lem đến bảo: "Mau chạy đầu, đánh dài cho chúng tao, buộc dây dài cho chặt, để chúng tao đi dự hội ở cung vua." Lọ lem làm xong những việc đó rồi ngồi khóc.
vì cô cũng muốn đi nhảy. Cô xin dì ghẻ cho đi, dì ghẻ mới nói: "Đồ lọ lem, người toàn bụi với bẩn mà cũng đòi đi dự hội. Giày, quần áo không có mà cũng còn đòi đi nhảy." Lọ lem khẩn khoản xin dì. Thì dì ghẻ nói: "Tao mới đổ một đẩu đậu biển lẫn với cho. Nếu mày nhặt trong 2 tiếng đồng hồ mà xong thì cho mày đi." Cô bé đi qua cửa sau, ra vườn gọi: "Hỡi chim câu hiền lành, hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim trên trời, hãy bay lại đây nhặt giúp em với. Đậu ngon thì bỏ vào niêu, đậu xấu thì bỏ vào diều chim ơi." Lập tức, có đôi chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ bếp xà xuống. Tiếp theo là chim gáy, rồi tất cả chim trên trời đều xà xuống quanh đống tro. Chim câu gù gù rồi bắt đầu mổ lia lịa, pích pích pích, nhặt những hạt tốt bỏ vào nồi. Còn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chim đã nhặt xong. Làm xong, chim lại cất cánh bay đi. Cô bé mang đậu cho dì ghẻ, bụng mừng thầm, tin rằng thế nào mình cũng được phép đi dự dạ hội. Nhưng dì ghẻ bảo: "Không được đi đâu cả, lọ lem. Mày làm gì có quần áo nhảy mà đi nhảy? Người ta sẽ nhạo báng mày cho coi." Khi thấy cô bé khóc, dì ghẻ mới bảo: "Nếu mày nhặt 2 đấu đậu biển khỏi cho trong 1 tiếng đồng hồ thì cho phép mày đi cùng." Khi đó, dì ghẻ nghĩ chắc chắn chẳng bao giờ nó nhặt xong. Sau khi dì ghẻ đổ đậu lẫn trong đống cho, cô gái đi qua cửa sau ra vườn và gọi gọi: "Hỡi chim câu hiền lành, hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim trên trời, hãy bay lại đây nhặt giúp em. Đậu ngon thì bỏ vào niêu, đậu xấu thì bỏ vào diều chim đi." Lập tức, có chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ bếp xà xuống. Tiếp theo là chuyến chim gáy, rồi tất cả chim trên trời đều xà xuống quanh đống tro. Chim câu gù gù rồi bắt đầu mổ lia lịa pích pích. Rồi những chim khác cũng thay nhau mổ pích pích, nhặt những hạt tốt bỏ vào nồi. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chim đã nhặt xong và cất cánh bay đi. Rồi cô gái mang đậu cho dì ghẻ xem, bỗng mừng thầm, tin rằng lần này thế nào mình cũng sẽ được phép đi dự dạ hội. Nhưng dì ghẻ bảo: "Tổn công vô ích con ạ, mày không đi cùng được đâu. Vì mày làm gì có quần áo nhảy mà đi nhảy? Chẳng lẽ bắt chúng tao bẻ mặt vì mày hay sao?" Nói rồi mụ quay lưng, cùng 2 đứa con kiêu ngạo vội vã ra đi. Khi không còn một ai ở nhà, lọ lem ra mộ mẹ, đứng dưới gốc cây dẻ gọi: "Cây ơi, cây hãy rụng đi, thả xuống áo bạc áo vàng cho em." Chim thả xuống cho cô một bộ quần áo thêu vàng thêu bạc và một đôi hài lụa thêu chỉ bạc. Cô vội mặc quần áo vào đi dự hội. Dì ghẻ và 2 cô con gái không nhận ra được cô, cứ tưởng đó là nàng công chúa ở một nước xa lạ nào tới, vì cô mặc áo vàng trông đẹp quá. Mấy mẹ con không ngờ đó lại là lọ lem. Đinh ninh là cô đang ở nhà và giờ này đang lúi húi nhặt đậu khỏi tro. Hoàng tử đi lại phía cô, cầm tay cô nhảy. Hoàng tử không muốn nhảy với ai nữa nên không chịu rời tay cô ra. Nếu có ai đến mời cô nhảy thì chàng nói: "Đây là vũ nữ của tôi." Đến tối, cô muốn về nhà thì hoàng tử nói: "Để tôi đi cùng, tôi muốn đưa cô về." Chàng rất muốn biết cô thiếu nữ xinh đẹp này là con cái nhà ai. Gần đến nhà, cô gỡ tay hoàng tử ra và nhảy lên buồng chim bồ câu. Hoàng tử chờ đợi mãi. Khi người cha đến, chàng kể với ông về việc cô gái lạ đã nhảy vào chuồng bồ câu. Ông cụ nghĩ, phải chăng đó là lọ lem? Rồi cụ lấy rìu và câu liềm
xẻ đôi chuồng bồ câu ra, nhưng chẳng có ai ở trong đó cả. Khi họ về tới thì thấy Lọ Lem mặc quần áo nhem nhuốc đang nằm trên đống tro. Bên ống khói lò lửa có một ngọn đèn dầu cháy tù mù. Thì ra Lọ Lem đã nhảy nhanh như cắt từ chuồng bồ câu xuống, chạy lại phía cây dẻ, cởi quần áo đẹp đẽ ra để trên mộ. Chim xà xuống tha những thứ đó đi, rồi cô mặc lại chiếc áo choàng màu xám, nằm trên đống tro trong bếp như cũ. Hôm sau hội lại mở. Khi cha mẹ và hai em đi rồi, Lọ Lem lại đến gốc cây dẻ gọi: "Cây ơi, cây hãy rung đi, thả xuống áo bạc áo vàng cho em." Chim lại thả xuống cho em một bộ quần áo lộng lẫy hơn trước. Cô mặc bộ quần áo ấy đi. Khi cô xuất hiện trong buổi dạ hội, cô đẹp rực rỡ, làm cho mọi người ngẩn người ra ngắm. Hoàng tử đã đợi cô từ lâu, liền cầm tay cô và chỉ nhảy với một mình cô thôi. Các người khác đến mời cô nhảy thì hoàng tử nói: "Đây là vũ nữ của tôi." Đến tối, cô xin về, hoàng tử đi theo xem nhà cô ở đâu. Đến nơi, cô vội chạy ra sau vườn nhà. Ở đó có một cây lê quả xài chì chích, nơm thật ngon lành. Cô trèo nhanh như sóc, lẫn giữa các cành. Hoàng tử không biết cô trốn ở đâu, chàng đợi khi người cha đến thì nói: "Cô gái lạ mặt đã chạy trốn, ta đoán có lẽ cô ấy nhảy lên cây lê rồi." Người cha mới nghĩ, phải chăng đó là Lọ Lem. Ông cho mang rìu đến, đẳng cây xuống, nhưng chẳng thấy có ai trên cây. Khi cả nhà vào bếp thì thấy Lọ Lem nằm trên đống tro như mọi ngày. Thì ra cô đã nhảy từ phía bên cây kia xuống, đem trả quần áo đẹp cho chim trên cây dẻ và mặc chiếc áo choàng màu xám vào. Đến ngày thứ ba, cha mẹ và các em vừa đi khỏi, Lọ Lem lại ra mộ mẹ và nói với cây: "Cây ơi, cây hãy rung đi, thả xuống áo bạc áo vàng cho em." Chim liền thả xuống một bộ quần áo đẹp chưa từng có và một đôi hài toàn bằng vàng. Với bộ quần áo ấy, cô đến dạ hội. Mọi người hết sức ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn. Hoàng tử chỉ nhảy với cô. Khi có ai mời cô nhảy thì chàng nói: "Đây là vũ nữ của tôi." Khi trời tối, Lọ Lem muốn về nhà. Hoàng tử định đưa về, nhưng cô lẩn nhanh như chạch, làm hoàng tử không theo kịp. Hoàng tử nghĩ ra một kế, chàng cho đổ nhựa thông lên thang. Vì thế khi cô nhảy lên thang, chiếc giày bên trái bị dính lại. Hoàng tử cầm lên ngắm thì thấy chiếc hài nhỏ nhắn xinh đẹp toàn bằng vàng. Hôm sau, hoàng tử mang hài đến tìm người cha và bảo: "Ta chỉ lấy người đó làm vợ, người chân đi vừa chiếc hài này." Hai cô con gái dì ghẻ mừng lắm, vì hai cô đều có đôi bàn chân đẹp. Cô cả mang giày vào buồng thử trước mặt mẹ, nhưng cô đúc không vừa ngón chân cái vào được vì hài nhỏ quá. Bà mẹ liền đưa cho cô một con dao và bảo: "Cứ chặt phăng ngón cái đi, khi con đã là hoàng hậu rồi thì cần gì phải đi bộ nữa." Cô ta liền chặt đứt ngón chân cái, cô nhét chân vào hài rồi cắn răng chịu đau đến ra mắt hoàng tử. Hoàng tử nhận cô làm cô dâu và bế cô lên ngựa cùng về. Dọc đường, hai người phải đi qua mộ có đôi chim cầu đậu trên cây dẻ, hót lên: "Rút di cốt, rút di cốt, máu thấm trên hài, do chân dài quá, chính cô dâu thật vẫn ở trong nhà." Hoàng tử liếc nhìn xuống chân cô, thấy máu vẫn còn đang chảy ra. Chàng liền quay ngựa lại, đưa cô dâu giả về nhà trả lại cho cha mẹ cô và nói: "Đây không phải là cô dâu thật." Rồi
chàng đưa hài cho cô em thử. Cô em vào buồng thử hài, thì may sao các ngón đều lọt cả, nhưng phải cái gót lại to quá. Bà mẹ đưa cô một con dao và bảo, cứ chặt phăng đi một chiếc gót chân. Khi con đã là hoàng hậu thì chẳng bao giờ phải đi chân đất nữa. Cô ta chặt một miếng gót chân, cô đút chân vào hài, cắn răng chịu đau, ra gặp hoàng tử. Hoàng tử nhận cô làm cô dâu và bế cô lên ngựa cùng về. Dọc đường, hai người phải đi qua mộ, có đôi chim câu đậu trên cây dẻ hót lên. Rút di cúc, máu thấm trên hài do chân dài quá, chính cô dâu thật vẫn ở trong nhà. Hoàng tử nhìn xuống chân cô, thấy máu vẫn đang chảy. Chàng liền quay ngựa lại, đưa cô dâu giả về nhà trả lại cho cha mẹ cô và nói, đây cũng không phải là cô dâu thật, gia đình còn có con gái nào khác không? Người cha mới đáp, thưa hoàng tử, không ạ, người vợ cả của tôi khi qua đời có để lại một đứa con gái, người xanh xao nhèm nhuốc, thứ nó thì chả làm cô dâu được. Hoàng tử bảo ông cứ gọi cô gái ấy ra. Dì ghẻ nói chen vào, thưa hoàng tử, không thể thế được, nó dơ bẩn lắm, không thể để cho nó ra mắt hoàng tử được. Hoàng tử khăng khăng nhất định đòi gọi Lọ Lem lên kỳ được. Cô rửa mặt mũi tay chân đến cúi chào hoàng tử. Hoàng tử đưa cho cô chiếc hài vàng. Cô ngồi lên ghế đẩu, rút bàn chân ra khỏi chiếc guốc nặng chình chịch, cho chân vào chiếc hài thì vừa như in. Khi cô đứng dậy, hoàng tử nhìn thấy mặt, nhận ra ngay cô gái xinh đẹp đã nhảy với mình, bèn reo lên, cô dâu thật đây rồi. Dì ghẻ và hai cô con gái mặt tái đi vì hoảng sợ và tức giận. Hoàng tử bế Lọ Lem lên ngựa đi. Khi hai người cưỡi ngựa qua cây dẻ, đôi chim câu hót, rút di cúc, hài không có máu, chân vừa như in, đúng cô dâu thật, hoàng tử dẫn về. Hót xong, đôi chim câu bay tới đậu trên hai vai Lọ Lem, con đậu bên trái, con đậu bên phải. Khi đám cưới của hoàng tử được tổ chức thì hai cô chị cũng đến phỉnh nịnh để mong hưởng phú quý. Lúc đoàn đón dâu đến thì cô chị cả đi bên phải, cô em đi bên trái. Chim câu mổ mỗi cô một mắt. Sau đó khi họ trở về thì cô chị đi bên trái, cô em đi bên phải. Chim câu lại mổ mỗi cô mất một mắt nữa. Cả hai chị em suốt đời mù loà vì bị trừng phạt do tội ác và giả dối, lòng tham lam của mình. Và câu chuyện về cô bé Lọ Lem của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bé nha. Các bé hãy đăng ký kênh Ba Bụng Bự để nghe được những câu chuyện mới và hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.